Trong các cái bài giảng lý thuyết, tôi sẽ trình bày một bài về thực hành đọc để nó đổi các cơn nhịp nhanh trên đất. Đây là bài thực hành. Tôi sẽ không nói lại cái phần lý thuyết mà các giảng viên được phân công đã trình bày. Chúng ta chỉ đi vào các cái bài tâm đồ và sẽ đọc. Tôi được biết là các bạn cũng được chuẩn bị một số bài tâm đồ khác nữa, đúng không? Từ phần cuối chương trình khoảng thì tôi sẽ cùng đọc với các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đọc những bài tâm đồ đã được chuẩn bị sẵn. Đây cũng là một kết quả chất lọc sau một thời gian dài giảng về tín ngưỡng chân thất. Chúng ta biết rằng là tín ngưỡng chân thất vẫn là một cái lĩnh vực khó nhất trong điện tâm đồ về mặt các cơn nhịp nhanh. Một trong những lĩnh vực khó nhất, đấy, không phải dễ. Có lúc chúng tôi cũng nghĩ là có thể điện tâm đồ có thể giải quyết được tất cả mọi thứ liên quan đến loại nhịp tim và tất cả trừ một số cơn nhịp nhanh chân thất, không phải vậy. Có thể đừng đặt dùng con chuột. Không, chuột trực tiếp là máy tính một cho nó nét. I don't see it. Nếu mà chỉnh đây thì hay hơn đấy, thì nó sẽ dễ hơn. Không thấy. Nó không chạy được. Okay, good, huh? Okay. Đây không được, chắc là cần phải một cái, có thể là bị khuất cái này. Đây thì ấy lắm, hẹp lắm. Tại sao vậy? Cái USB nó cầm ở đâu? Đây, cầm đây. Anh chuyển cũng được. Gác cao lên một tí. Cao khuất cả cái thanh này. Rồi. Rồi, đây là điểm đầu tiên. Chúng ta cũng có thể đã xem đáp án. Nhưng đứng đây thì khuất quá, tôi nhìn không rõ. Đây điểm đầu tiên là như thế nào? À không, cái này dùng chuột thường được mà. Và dùng con chuột trỏ thường được. Vâng, chuột trỏ thường được. Đây. Các bạn đọc đi ạ, xin mời các bạn. Điện tâm đồ này là của một chị em đang mang bầu vào tháng thứ bảy. Ok, xong rồi. Điện tâm đồ này là của một phụ nữ mang thai. Ông anh, xin mời đọc để xem là cái gì. Đây là một cơn nhịp nhanh QRS thanh mảnh, đúng không ạ? Dễ hiểu. Nhưng bản chất nó là gì? Cho xin một cái micro rồi. Đây là nó gì? Em thấy là em vẫn nhìn thấy nhịp mà xoang. Nhịp xoang? Vâng. Đó, nhịp tim. Nhịp tim đây là có gì ạ? Hai ô vuông còn một chút xíu là siêu, nó khoảng 145 chu kỳ phút. Thì vẫn là có vấn đề nhịp nhanh xoang ạ. Nhưng mà tại sao nhịp nhanh xoang? Em thấy vẫn còn là nút nhịp xoang ở D1, D2. Rồi, chúng ta nhìn thấy cái P xoang rõ, P xoang đi trước các phước bộ QRS. Và tất cả các phước bộ QRS đều có P xoang đi trước, cần vào đồ. Thứ hai nữa là gì ạ? Cái P này nhìn thấy rõ ít nhất 1/12 chuyển đạo. Đây chúng ta nhìn thấy D1 rõ, D2 càng rõ. Các chuyển đạo trước tim cũng nhìn thấy V6 rõ, V5 rõ, V4 rõ. Gần như 12 chuyển đạo đều nhìn rõ P xoang. Ngoại trừ mỗi chuyển đạo AVL thì sao? Nhìn P xoang nó hơi mờ mờ một chút nhưng cũng đổ là thấy được P xoang. Ba là xương rồi, D2. P xoang đặc điểm là gì? P xoang dương ở D1 nó là diện một vector cực xoang.
từ vai phải sang vai trái. P xoang dương ở D2, đương nhiên vector P xoang gần như song song với chuyển đạo D2. P thường cao nhất, rộng nhất ở D2, và D2 cũng là chuyển đạo cần sử dụng để đánh giá xem là một cái P xoang có bị rộng hay không trong dải nhĩ trái, có bị cao hay không trong dải nhĩ phải. P xoang luôn âm ở đâu? Luôn âm AVR, bởi nó rời khỏi vai phải cực cực xuống dưới, luôn âm AVR. P xoang thấy dương ở các chuyển đạo trước tim bên trái, bởi vì vector xoang lao thẳng với bạn ngược bên trái từ trên xuống dưới mà. Đó, đây chính đặc điểm P xoang. Và một đặc điểm cuối cùng nữa là gì ạ? P xoang nó phải có mặt mũi của xoang, nó cứ tròn tròn như một cái mâm xôi, chứ không sắc nhọn, không quá nhọn, không gập góc, đấy, không hai pha ở những nơi mà nó sẽ là một pha. Phần lớn các cái P xoang sẽ là một pha dương, và P xoang AVR là một pha âm. Trừ trường hợp ở V1 thì P xoang có thể một hoặc hai pha, hoặc V2. Còn lại nói chung là nó hoặc là dương hoặc là âm. Đấy chính là P xoang, và đây chính là nhịp xoang và diện nhanh hay chậm. Trong mức tâm chúng ta là nhịp xoang nhanh, đồng ý. Cái thứ hai, đây là gì? Xin mời. Xin mời bác sĩ cao học cử trào. Em bây giờ chương 2 à? Đây chúng ta nhìn thấy, gợi ý, đây là một cái nhịp nhanh QRS thanh mạch, đúng cái đơn đặt hàng ngày hôm nay, nhịp nhanh QRS thanh mạch, đồng ý. Và trong cả cái băng nhanh này có một nhịp chậm, một nhát chậm hơn hẳn, chậm chậm lại. Đây chính là cái phước bộ này. Phước bộ này nó là gì? Nhịp xoang, thỏa mãn các tính chất nhịp xoang. Ta nhìn thấy P rõ nhất, ít nhất là các chuyển đạo trước tim nhìn rõ hết, trừ AV, L là không rõ lắm. À, các chuyển đạo trước tim tao nhìn thấy P xoang khá là rõ. P xoang có vẻ hơi hai pha nhẹ ở V1. Từ V2 trở đi P dương. P dương ở D1, P dương D2, P dương D3. À, P dương AVF. Và P xoang âm ở đâu? AVR. AVR. Như vậy đây là. Như vậy cái nhát này là nhát nhịp xoang. Nhát này nhát nhịp xoang. Còn những nhát còn lại có phải xoang hay không? Cứ hết là nói gì ạ? Nó nhanh như nào? Nó không phải là tần số của một cái nhịp xoang ở bệnh nhân cụ thể này, do vậy nó có gì đó khác thường, nhưng nó cũng có thể là gì, nhịp tim xoang kịch phát, ai cấm được nó. Nhưng chúng ta nhìn thấy là gì, nhát này là gì? Từ nhịp này trở đi, thôi bỏ qua cái này đi nhá, nhịp nhanh hết cả băng giấy này, trước và sau cái này cũng rất nhanh đó. Đây là một cái nhịp nhanh QRS thanh mạch hay giãn rộng thanh mạch, chứng tỏ nguồn gốc của nó là gì, chắc chắn là trên thất. Giãn rộng thì có thể thất hoặc có thể trên thất bề lực hướng, nhưng thanh mảnh chắc chắn trên thất, đúng không? Vậy bây giờ thì thanh mảnh, thì họ hàng thanh mảnh có những cái gì ạ? Nhịp nhanh xoang này, nhịp nhanh bộ nối này, nhịp nhanh nhĩ, nhịp nhanh nhĩ này. Đây có phải nhịp nhanh xoang không? Câu trả lời là gì ạ? Không, bởi vì rõ ràng là chúng ta không thấy những cái sóng P giống hệt cái P xoang này đi trước cái bộ QRS. Đấy. Có thể không thấy ở cách này cách khác, nhưng rõ ràng nó không phải. Nhưng nó không phải là P xoang, gạch chữ nhịp nhanh xoang đi, xong. Đây có phải là nhịp nhanh, bây giờ chỉ còn mỗi dạng bộ nối hoặc là một số dạng nhịp nhanh vào lại và nhịp nhanh nhĩ. Do vậy việc xác định bản chất sóng nhĩ ở đây có hay không và là gì, nó sẽ quyết định chẩn đoán này. Rồi, cảm ơn bạn. Mời một câu nội chú. Đây, Dũng Panda, đọc xem đây là nhĩ là gì. Em thưa thầy, thì em không nghĩ cái này là một nhanh muộn nối hoặc vòng lại, tại vì cái sóng cái P, à cái nghi là T đằng sau những QRS thì nó có hình dạng biến đổi ấy. Thì em nghĩ là do cái sự thời điểm của P nó trùng với T nó khác nhau nên là nó sẽ gây ra những biến đổi đấy, thì P mà nó nhiều thời điểm khác nhau này thì nó sẽ em nghĩ hơn. Thế bây giờ có một bạn hỏi là đây không phải, đây là sự luân phiên điện học sóng T. Đây T nhiều lúc nó bị luân phiên điện học. Thì bây giờ em bảo vệ ý kiến của em như thế nào? Đây không phải là không phải là sóng nhĩ trồng vàng mà tại vì sóng P nó luân phiên điện học nó thế. Thì nó phải kèm theo biến đổi của QRS nha. QRS không thay đổi.
Có thể luân phiên đại học vẫn đơn lẻ mỗi tên luân phiên, mà thực ra đây QS nó cũng này, nó cứ nhún nhảy nhảy nhá, đấy nó cũng thay đổi ít nhiều đấy. Ở cái V1, V2 nhìn thấy có vẻ là cái P. Có vẻ P ở V1, V2. Vâng. Vẫn thấy cái P đấy. Ừ. Nhìn thấy P ở V1, V2. Đúng là V1, V2 là những chuyển đạo chúng ta rất cần quan tâm P không? Đấy là những chuyển đạo nhìn rõ được cái P. Đặc biệt là P ở V1 ấy, là những P rất là sắc sảo. Đấy là một cái chuyển đạo chúng tôi rất trông đợi để nhìn tìm thấy cái sóng P hoặc P phẩy. Nhưng vấn đề chỗ là gì ạ? Ngay ở chuyển đạo D2 hoặc chuyển đạo V2, chúng ta nhìn thấy bây giờ phải khẳng định là có sự hiện diện của sóng nhĩ hay không. Đấy, chứ biết đâu được cái là gì ạ? Đây là cũng có thể, nhưng biết đâu T chỗ này nó cũng hai pha thì sao? Đấy, có gì ở sóng nhĩ hay không? Tôi làm thế nào? Chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ căn cứ vào cái phức bộ cuối cùng trước khi mà nhịp sao xuất hiện. Đấy. Cái phức bộ này sóng T sẽ tái cực và không bị ảnh hưởng gì hết. Không có gì nhúng vào đó hết, đúng không ạ? Thế như vậy cái sóng T tự nhiên nó là gì? Chuyển lên thoai thoải, chuyển dốc tròn trịa. Nhìn ra T trước thì sợ. Đúng rồi, có cái gì khúc khỉu đính vào đây. Nhìn ra sau thì sợ. Thế đoạn cuối của T nó bị lõm xuống. Đấy. Như vậy chắc chắn là gì? Chắc chắn là ở đây có một sự hiện diện của một sóng P ở đây và ở đây có hiện diện P ở đây. Đấy. Và đương nhiên chúng ta có thể nhìn thêm ở V1. V1 cũng thấy, nhưng V1 thấy là gì ạ? Có thể đây là P, P, P hoặc P phẩy, P phẩy, P phẩy, phẩy. Nhưng sự khác biệt của P phẩy, P ở V1 nó không đủ lớn để chúng ta khẳng định ngay ở V1 được. Đấy. Như vậy thì đây chúng ta thấy là gì? Có một cơn nhịp nhanh QS tanh mảnh và có hiện diện của một cái sóng T phẩy đi trước các phụ bộ QS thì nó chỉ có thể là gì ạ? Mà với cái timing là gì ạ? Với cái timing là nằm ở nửa sau của cái chu kỳ này, nửa sau chu kỳ này thì chỉ có thể là tim nhanh gì? Tim nhanh nhĩ. Vấn đề tim nhanh nhĩ này đơn ổ hay đau ổ? Câu cuối cùng của bài này. Đơn ổ hay đau ổ? Cái này về nguyên tắc thì có vẻ như là gì ạ? Thoạt nhìn có vẻ như đơn ổ nhưng thực chất nó là đau ổ. Bởi vì đây là các khoảng RR khá là khác nhau. Các sóng T bình thường bị các sóng T phẩy chồng vào liên tục biến đổi theo giữa các chu kỳ khác nhau. Đây là tim nhĩ đau. Nhưng cái sự đau ổ này là gì ạ? Nằm trong một khu vực của tâm nhĩ khá là hẹp, không phải nhiều chỗ khác nhau. Đấy, đau ổ nhưng nằm trong một khu vực thôi, không phải là nhiều chỗ khác nhau trong tâm nhĩ. Cho thực ra các sóng P cũng tương tự nhau mặt vector, chỉ khác một chút xíu về hình dạng. Đấy, đây là tim nhanh nhĩ. Ok. Ca tiếp theo. Đây là bệnh nhân vào viện với những cơn hồi hộp gây chống ngực. Khám lâm sàng thấy là đây là bệnh nhân vào viện tim mạch đấy. À, bệnh nhân này là T1, T2 rõ. Đấy. Không thổi. Tiền sử thì có tăng huyết áp chút xíu rồi. Đấy, vào viện. Bây giờ nó là gì? Mời đồng chí Quân. Chúng ta chỉ có một khoảng 5 phút trong một điện tâm đồ. Mời đọc xem cái gì. QS tanh mạch, đồng ý. P âm ở đây là 3 VF. Đồng ý, P âm ở đây và P âm ở đây, đồng ý. Nhịp bộ nối, tần số của nhịp bộ nối là bao nhiêu? Đây, nhịp đây 75 chu kỳ phút, nhịp bộ nối hơi gia tốc một chút xíu. Ok, đây là ý kiến bạn Quân. Có ý kiến gì khác không? Bạn nào có ý kiến khác không? Có bạn nào thấy phát kiến gì đặc biệt ở bệnh viện không? Mời anh Kiên, trung tâm tim mạch bệnh viện E. Có thể. Đồng ý, cảm ơn bạn Kiên và cũng đồng ý với bạn gì nhỉ?
Lâm. Vâng, à, Lâm. Đúng là chúng ta thoạt nhìn thì chúng ta thấy một cái cơn nhịp nhanh với phước bộ QDS, à xin lỗi, một cơn có vẻ gần như bình thường. Phước bộ QDS khá là thanh mảnh, à, thanh mảnh thật đấy. Và tần số chương trình 75 chu huyền phút, thoạt nhìn điểm đồ này chúng ta nghĩ ngay à cái nhịp xoang, nhưng nhìn kỹ lên thấy nó gì ạ, có vẻ hơi khác khác. Xoang thì dương ở đây một đồng ý, nhưng ở D2 là gì ạ? D2 có vẻ rèn rẹt đấy, mà âm trước là dương sau, D3 thì âm hẳn, AVF thì âm hết sau cuối pha cuối cùng nó nhú nhẹ dương nhẹ một tí. Đấy, chuyển nào V1 thường là V1 gì ạ? V1 thường nhịp xoang là nó âm là chính, đấy, pha dương nhỏ và pha âm là chính, đây lại dương, đấy có vẻ cái gì nó hơi nghi ngờ nhịp xoang này. Đó, chưa kể bệnh nhân lại có những cơn đánh trống ngực nữa. Đấy, thì chúng tôi nhìn thấy kỹ hơn nữa gì ạ? Ta nhìn thấy là bên cạnh cái sóng này thì trước đó cũng có một sóng nữa nằm vào cái khu vực của sóng T. Đấy. Một chuyển đạo thì thấy có vẻ có thể nó trùng lắp nhau. Thời gian sóng T đến đây nó lõm nhất thì đây là P như vậy. Nhưng hơi nghi thì sao? Đưa một cái băng vạch nhịp nó đo thấy là đều chằn chặn. Cái lõm này đều chằn chặn. Và chúng ta lại nhìn sang cái chuyển đạo khác nữa thì thấy là ở đây chúng ta thấy cũng một dương đây, tiếp các sóng P dương và tham minh bằng nhau. Nhưng đây vẫn có thể ai biết được, đây T là dương thì vẫn là T bình thường. Đấy. Chúng ta nhìn các chuyển đạo khác nữa. Và chúng ta nhìn cả 12 chuyển đạo đúng không? Ở V1 cũng như vậy. Đó. Đặc biệt là V2, một cái sóng P khắc họa rất rõ trên nền một cái sóng T. Đó. Như vậy là đây là gì? Hai nhĩ và một thất. Và điều này cũng có thể cắt nghĩa là cơn hồi hộp là khi mà một nhĩ thành một thất. Có cái điều tâm đồ đó, nhưng rất tiếc là tôi bị thất lạc ở đâu, tôi không tìm ra được. Nghe bệnh nhân này là tim nhanh nhĩ có lúc từ 1-1, hồi đánh trong ngực có lúc từ 2-1, nghe tim 75 trừ rút cảm giác nó khá là hiền hòa. Có một điểm nữa là gì? Bệnh nhân này khi nghe tim thấy đặc điểm gì của các bạn biết không? Tần số tim 75 trừ phút và rất chậm. Rất đều. Chúng ta dùng cho bệnh nhân làm cái niệm pháp, bác hít sâu, nín thở, thường người khỏe mạnh là sao? Nhịp nó hơi chậm xuống một tí. Chúng tôi vẫn hay là làm niệm pháp khi tham khảo sinh lý. Nhưng bệnh nhân này là hít sâu nín thở, nhịp tim vẫn đều chần chặn. Nếu chúng ta mắc monitor thì cái số 75 này gần như không thay đổi. Đấy. Thể hiện là gì? Thể hiện là cái tần số thấp này đang bị chỉ huy bởi một chủ nhịp nhĩ cố định mà không bị ảnh hưởng bởi hít vào thở ra như là nhịp xoang. Và block 21 làm tần số tim giảm 75 chu kỳ phút. Vậy đây là tim nhanh nhĩ với block nhịp thất 21, đúng không? Nhiều trường hợp đó cũng khá là tinh tế đấy, không phải là dễ. Nhưng mà nhiều bạn cũng đã phát hiện ra được, là tôi cũng nghĩ là cũng rất tốt. Trường hợp thứ ba, đây là gì? Cái này thì các bạn có thể chẩn đoán khá là nhanh, nhưng mà định danh nó là cái gì cho nó thật chính xác. Bạn là xung phong, tinh thần xung phong. Đây là bệnh nhân là đang được điều trị bằng thuốc tim mạch, thuốc gì thì tí nữa các bạn có thể biết được đấy. Điểm đồ này là của thầy Trần Đỗ Trinh lưu lại. Trước hết là thầy đã diện, đây là một cái nhịp tim với phúc bộ QS gì? Thanh mảnh đó, thanh mảnh. Cho nên xét cho cùng nó vẫn bản chất là diện chân thất, chân thất. Vấn đề là chân thất là gì? Và đập vào mắt chúng ta là gì? Một cái cơn nhịp nhanh không đều, không đều. À, một cơn điện, một cái tần số tim không đều, không đều. Tần số tim rất không đều. Tần số tim rất không đều. Block nhịp thất cấp 2 tiếp 1. Đấy. Vấn đề là bây giờ chúng ta biết là trên thất, vậy thì cái bản năng tiếp theo là gì? Bản năng tiếp theo đi tìm là bản chất sông nhĩ là gì? Thì chúng ta nhìn thấy ở đâu ạ? Chuyển đạo V mấy ạ? V1 chúng ta nhìn thấy sóng nhĩ khá là rõ. Đấy, trong trường hợp này chúng ta thấy một cái sóng nhĩ, nhĩ dương ở V1. Tần số sóng nhĩ này khoảng 155 chu kỳ phút, đúng không? 150 chu kỳ phút và đều. Vậy thì một cái sóng nhĩ mà tần số 155 chu kỳ phút thì nó nhanh hay chậm? Nhanh. Nó phải P xoang không? Thì không, đúng không? Không. Cái không này thì cũng có một phần gọi là kết luận chủ quan,
Vậy nếu có một ai đó ở trong cái phòng này cứ khăng khăng bảo là em vẫn bảo vệ quan điểm em nhịp xoang thì bọn tôi cũng hơi khó bảo vệ đấy. Nhưng mà thực ra thì gì? Một cái sóng P xoang dương hoàn toàn ở V1 thì ít khả năng P xoang lắm. Đúng không ạ? Trượt dày nhĩ phải thật mạnh thì mới mấy ra mới dương nhiều V1 thôi. Nhưng nói chung là ít. Thứ hai là với tần số 150 chu kỳ phút và khá là hàng định. Đấy, hàng định. Thế đây chúng ta biết đây là một cái sóng nhĩ. Như vậy vấn đề là nhĩ này là gì? Nó là định danh gì cho sóng nhĩ? Sóng nhĩ thì có thể là gì? Nhịp nhĩ, rồi nhịp nhĩ gia tốc, rồi nhịp nhanh nhĩ, rồi cồn nhĩ, rồi rung nhĩ. Thế nó là nhịp nhĩ gì? Ở cái quãng tần số 150 chu kỳ phút thì nó thuộc lĩnh vực của diện. Nhanh nhĩ. Từ 120 trở lên cho tới 250 là nhanh nhĩ. Trên 250, một số tác giả cho là 200 thì nó thuộc lãnh địa của cuồng nhĩ. Đấy. Trên 350 là rung nhĩ, nhưng khi rung thường nó rất không đều nữa. Đấy. Nhưng với quãng tần số này, chúng ta chẩn đoán nhịp nhĩ bản chất là nhanh nhĩ, đồng ý nhanh nhĩ. Vậy là về cơ bản là điểm đồ này đã được chẩn đoán xong về mặt bản chất. Nhưng vấn đề bây giờ là mối quan hệ giữa nhĩ thất là như thế nào và tại sao? Hai câu hỏi cuối cùng điểm đồ này. Mối quan hệ như thế nào? Có phải 1-1 không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Không phải 1-1. Mà ít nhất là gì? Nhiều nhĩ hơn là số lượng thất. Đấy. Như vậy có một sự bước ở nút nhĩ thất, bớt cái xung động nhĩ đi, làm cho xung động dẫn xuống nhĩ không còn 1-1. Nhưng vấn đề đó là quy luật gì? Đấy. Quy luật gì? Đúng là nó phải là một cái dạng gì đó, đúng không? Đấy. Nhưng mà để phân tích rõ không phải đơn giản, không phải đơn giản. Đấy. Trong trường hợp này thì chúng tôi cũng đã vạch nhịp thật chi tiết và cũng có thể rút ra được quy luật nào đó. Nhưng thực ra thì cái quy luật đó là không đều. Tôi biết là 1, 2, 3, 4 nhát ngừng một cái, 1, 2, 3, 4 nhát ngừng cái, tưởng nó có quy luật ở đây, nhưng lại 1, 2, 3, 4, 5 lại không ngừng cho. Đấy. Như vậy là gì? Cái mối quan hệ này là quan hệ gì? Tim nhanh nhĩ với mức block nhĩ thất thay đổi. Đấy chính là cái chẩn đoán chắc chắn là đúng cái đã. Và nó có thuật ngữ như vậy. An atrial tachycardia with varied atrial ventricular block. Đấy. Tức là tim nhanh nhĩ với block nhĩ thất thay đổi. Tại sao nó lại thay đổi? À, tại sao nó lại bị block mất đi như vậy? Và cái lúc chẩn 4-1 có nghĩa là gì? Có tác động của thuốc men thì nó mới block đến mức độ này. Còn nếu không thì nó cứ 2-1 thế này. Bản thân 2-1 này cũng không phải chắc chắn đâu nhé. Nó vẫn thay đổi. Thì nó biến đổi. Nhưng mà tại sao nó lại tăng mức block lên từ lúc dài thế này? Do cái gì? Bạn đang nhìn thấy do thuốc gì không? Đúng rồi, rất nhiều khả năng. Nhiều khả năng thôi nhé. Vì bệnh nhân đã từ rất lâu. Nhiều khả năng bệnh nhân đã được dùng Digoxin. Nó phù hợp đấy. Những năm 90 của thế kỷ 20 thì chúng ta chỉ có mỗi Digoxin thôi. Bệnh nhân này thì nhiều khả năng được chỉ định thuốc. Và biến đổi là ST cong lõm bên đáy chén, QT ngắn lại đúng kiểu của Digoxin đó. Nghe chưa, anh ngộ đầu Digoxin. Nhưng vấn đề chỗ là đấy là cái câu hỏi đến mức này là được, phần lớn chúng ta đã thành công. Tuy nhiên là nếu nhìn kỹ hơn nữa thì có thể là bệnh nhân này các sóng nhĩ chắn nó bị block, sóng nhĩ lẻ thì dẫn xuống nút nhĩ thất theo nguyên tắc của Wenckebach cũng hơi khó một chút. Cái này thì xin thầy Trần Đỗ Trinh tôi cũng đã có tranh luận với thầy, tức là không phải tranh luận mà gì, cũng trả lời câu hỏi của thầy là bản chất là gì. Thì sau đó thì cái sự trả lời của thầy cũng đồng ý một phần. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có những cái vạch nhịp rất chi tiết mới biết được đây là một cái tim nhanh nhĩ với động nhĩ thất biến đổi, nhưng nó vẫn có một quy luật nào đó chứ không hoàn toàn ngẫu nhiên. Đấy. Quy luật rất có thể là các sóng nhĩ lẻ hoặc chắn gì đó trong trường hợp này đã bị block hoàn toàn, các sóng nhĩ còn lại nó lách vào đúng cái thời kỳ có thể dẫn truyền được qua nút nhĩ thất và đi xuống theo hành xử của chu kỳ Wenckebach. Tiếp theo, đây là gì? Đây là một em bé 9 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ tim bẩm sinh. Cái điểm đồ này nó cũng chỉ muốn gửi một thông điệp thôi. Đấy. Nó cũng gần giống ca lúc gãy thôi. Bản chất là gì ạ? Phúc bầu Crest thanh mảnh giãn rộng. Thanh mảnh. Như vậy nó là trên diện. Trên thất. Cứ nói thế cho nó nhanh. Tuy nhiên là ở trẻ sơ sinh đấy, thế nó cũng cần cẩn thận đấy. Vì Crest thanh mảnh thực chất bản chất là nhìn thất đấy. Nhưng mà cái này thì đúng là nó thanh mảnh thật, đúng không ạ? Thanh mảnh thật.
Procreate là khoảng 80 mili giây, đối với em bé nó cũng hơi giãn đấy vì nó có bệnh tim thực tổn ấy. Đó, vấn đề chỗ là bản chất sóng nhĩ là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy đây gì ạ? Rồi các cái sóng P rất nhanh, rất nhanh, và tần số lúc P này là khoảng bao nhiêu? Khoảng 200. Đây mỗi đây là một P này, đây vậy mỗi cái lồi là một P. Còn đây chúng ta nhìn không rõ thì hơi lăn tăn một chút xíu. Như vậy thì bản chất sóng nhĩ là nhanh nhĩ, nhĩ ở trẻ sơ sinh thì tần số 200-220 thì vẫn là nhanh nhĩ, cuồng nhĩ nhanh lắm. Đó. Và tần số block nhĩ thất trong trường này bao nhiêu? Mấy một ạ? Mấy một ạ? 41 đúng không ạ? Ít khi block nhĩ thất thì nhanh nhĩ block 31 lắm, hiếm gặp lắm, không biết tại sao. Rất hiếm, đây là 41. Hoặc là 31 trong hoàn cảnh của block nhĩ thất biến đổi trong tim nhĩ. Còn tôi chưa gặp ca tim nhĩ nào block 31. Nó là chẵn 2141, và chính vì lý do giải thích tại sao cái ca lúc đấy đó, các sóng chẵn bị block, các sóng lẻ đi xuống qua nút nhĩ thất theo quy luật của các bạn. Còn trong trường hợp này là 41, đúng không? 41 tim nhanh nhĩ dưới đường nhĩ thất 41. Đây có phải tự nhiên không? Xin thưa các bạn là cứ đồng ý là tim nhanh nhĩ nhanh quá thì nó bị block mất, bởi vì nút nhĩ thất không dẫn được đấy. Nút nó vừa dẫn xong một nhát xong, ví dụ như nhát này vừa dẫn qua nút nhĩ thất, vừa dẫn xong một cái thì một nhát ngay sau này sau chỉ có 300 mili giây nó lao xuống thì đúng như thất bảo là gì ạ? Cái này không được rồi, sếp không cho qua, dừng lại đấy. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi trong xung động đi qua nút như thất, nó cũng như cái con đường của cái cầu đấy, của ô tô tôi đi qua, nó cũng chịu tải, nó phải có một thời gian nghỉ ngơi để nó dẫn tiếp cái xung động tiếp theo. Thì thông thường cái xung động này sẽ block, nhưng mà xung động này trở đi thì nó thường dẫn được, bởi vì khoảng cách từ đây sang đây là bao nhiêu? 500 mili giây. Ít cái nút nhĩ thất nào nó từ chối một cái xung động 500 mili giây lắm mới dẫn qua. Cho thường là gì ạ? Cho sẽ gặp những cái tim nhanh nhĩ hay cuồng nhĩ tự nhiên là gì ạ? Block 21 là được, là tự nhiên. Đây thành block 41 chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là chúng ta đã tác động thuốc men vào. Tại trên đây bài học rút ra là gì? Tất cả các bệnh nhân tim nhanh nhĩ hay cuồng nhĩ mà dần truyền nhĩ thất hơn 21 và chủ yếu là 41 thì chúng ta hãy xem bệnh nhân đã được dùng thuốc chống loạn nhịp nào đó để block dẫn truyền của nút nhĩ thất. Đó. Đây là gì ạ? Dòng mũi tên. Thì nó là gì? Bây giờ đọc từng bước một. Đây là cơn, chúng ta chỉ có một tiếng hồ cho rất nhiều điểm đó. Đây là quy luật ở đây thanh mảnh ạ. Quy luật thanh mảnh. Và nhanh như chậm. Nhịp nhanh ạ. Nhanh, tức là điểm đường này nhịp nhanh chắc chắn để gạt hết các hòa nhịp chậm ra. Thứ hai là QS thanh mảnh giãn rộng. Thanh mảnh. Thanh mảnh chứng tỏ bản chất là gì? Về cơ bản là tim thất, trừ một vài ngoại lệ thôi. Đấy. Như vậy đây là một cái dạng tim nhanh tim thất. Bản chất là gì? Đều không đều. Không đều. Không đều. Đấy. Không đều tự nhiên gạt hẳn một loạt ra sau. Không đều chắc chắn không phải vòng vào lại. Chắc chắn không phải là những cái tim nhanh nhĩ đơn ổ của dấu đường nhĩ thất 11, chứ những người nhịp nhanh xoang, chứ những người nhịp bộ nối giao tốc, nó còn tí tẹo tẹo nữa, còn mỗi hai hoặc ba ứng viên đó thôi. Cụ thể là ứng viên gì? Ở đây có nhìn các sóng P đi trước VLS thì nó thay đổi ạ. Nó chỉ là nhanh nhĩ đa ổ. Em thì không thấy dung nhĩ ở V1 đâu. Em nghĩ là nhanh nhĩ đa ổ. Nhanh nhĩ đa ổ, đúng rồi, bạn đã nói đúng. Trong trường này chỉ còn ba cái lựa chọn thôi. Một là tim nhanh nhĩ với block nhĩ thất biến đổi. Hai là cuồng nhĩ, block nhĩ thất biến đổi. Ba là tim nhanh nhĩ đau. Trong trường hợp này thì chúng ta nhìn thấy có rất nhiều các cái sóng nhĩ hình thái khác nhau và sắc sảo rõ ràng. Đấy, 1, 2, 3 sóng nhĩ nữa. Và cái sóng nhĩ liên tục diện, biến đổi về cái cấu hình của nó. Đây một điểm đồ rất hiếm gặp đấy, không phải đơn giản đâu. Hiếm gặp lắm. Cái này phải tìm mãi mới ra một cái điểm đồ thế này. Ta nhìn thấy cái sóng P đây, liên tục biến đổi. Đấy, như vậy đây là tim nhanh nhĩ đau, tim nhĩ đau. Vậy bây giờ bạn nào trả lời cái này, phúc bộ này là gì? Phúc bộ này là gì, là kết thúc cái điểm đồ này. Bản chất phúc bộ này là gì? Xin mời một bạn nội trú nào xung phong cái. Ông Như Tuyển, đứng dậy. Cái phúc bộ này là gì? Nó khác hẳn những phúc bộ còn lại đấy. Thì nó là gì? Ok, thực ra cái này thì
cái bạn nói đúng đấy, Tuyển đã nói đúng đấy. Đây là một cái phúc hội rất là lệch hướng. Nhưng điều này lại không thiết kế để minh họa cái hiện tượng đó, chỉ có nhân tiện để hỏi thôi. Chúng ta nhìn thấy đây cũng là trên nền một cái tin nhanh nhí đau. Tự nhiên các phúc hội QRS có thể khác nhau chút ít nhưng vẫn nhẹ, thanh mảnh và giống nhau là một. Riêng phúc hội này thì nó lại giãn rộng ra hơn hẳn và có dạng block như phải hoàn toàn. Đấy. Thì đây trước đó lại có một mấu nhỏ của một cái sóng nhí đi trước. Như vậy bản chất cái này không phải một ngoại âm rất mà một cái tim nhanh, một ngoại âm thu nhĩ nữa trong cái chuỗi tim nhanh nhĩ này, một sóng nhĩ nữa trong chuỗi tim nhanh nhĩ này đã bị dẫn truyền lệch hướng. Nhưng vấn đề là tại sao nó lệch hướng ở phúc bộ này mà không lệch hướng tất cả phúc bộ khác? Thì nó thật là hơi tiếc một chút là ngay trước cái phúc bộ này có một đoạn gì ạ? Ngừng tim dài hơn bình thường, gọi là long short long. Đấy. Thì sau cái một đoạn ngừng tim dài, chúng ta biết là thời kỳ nút nhĩ thất dẫn sóng nhĩ này, khử cực tâm thất này là vì diện nút nhĩ thất dẫn tốt được. Nhưng cái thời kỳ trơ nút nhĩ thất này nó rất phụ thuộc vào cái thời gian chu kỳ của phúc bộ trước đó, là từ sóng này đến sóng này. Thời gian từ sóng này càng dài thì nút nhĩ thất có xuống trơ càng nhiều. Và có lẽ trước cái phúc bộ V1 này có đoạn ngừng tim khá dài từ đây, có thể là 2-3 sóng nhĩ nó bị block đến sóng nhĩ này thì dẫn được và sang dẫn chuyển lệch hướng. Điều đây là hiện tượng Asman phenomenon hay gặp trong các cơn tim nhanh tiền thất. Nhưng thôi đây là không phải trọng tâm của cái bài này, của cái điểm đồ này. Ta chẩn đoán tim nhĩ đau là được, đúng không? Đấy. Đây là gì? Trước hết là nhanh hay chậm? Tần số tim bao nhiêu? Tần số tim này khoảng 60 chu kỳ phút. Không, cũng hơn đấy. Không phải 5 ô, cái này khoảng 65-70 chu kỳ phút. Như vậy là gì ạ? Nhịp này là gì ạ? Chả nhanh cũng không chậm. Bình thường. Thế thì xong à? Thế điểm đồ thế là xong à? QRS thanh mảnh, có những tuyên thất chúng ta nhìn thấy tê gì ạ? Âm ở những chuyển đạo đáng lẽ nó phải dương. À, là hơi khác thường đấy, đúng không ạ? D2 âm này, AVF âm này, D3 âm này. Nhưng mà sóng nhĩ này là gì? Nếu có sóng nhĩ là cũng gì ạ? Có vẻ gì không ổn, không bình thường. Đấy, chúng ta nhìn ở V1 thì sao? Thì P vẫn gì ạ? P vẫn dương ở D1, xin lỗi D1. Nhưng mà khoảng cách P và QRS gì ạ? Quá ngắn, đúng không ạ? Quá ngắn. Ngắn tới mức mà gì ạ? Khó có thể có một cái dẫn truyền đúng nghĩa có được như vậy, đúng không ạ? Có thể P đi trước QRS sau, nhưng khoảng cách ngắn đến mức mà chúng ta không tin là giữa P và QRS này có mối quan hệ dẫn truyền. Mà đơn giản là gì? Đấy. Và P QRS ở các cái phúc bộ khác cũng nhỏ hơn 120 ms, đúng không ạ? Nhưng mà đây là gì? Cái sóng nhĩ này có phải chỉ huy sóng thất là độc không? Không, bởi vì khoảng cách quá ngắn, đúng không? Ít nhất 120 ms mới dẫn qua nút nhĩ thất. Đấy, cho dù các bạn khỏe mạnh mấy, các bạn gắng sức đi chăng nữa thì P và QRS ít nhất 120 ms. Bây giờ trước là 120 ms chứng tỏ là gì ạ? Nhịp lại khá là khoan thai. Như vậy chắc chắn là P này không dẫn cho QRS. Đấy. Nếu P mà dẫn cho QRS thì cái điểm đồ này là gì? Bản chất là gì? Là nhịp gì ạ? Nhịp nhĩ dưới. Nhịp dưới, tức là nằm thấp mà. Nằm thấp, nhịp nhĩ mà nằm ở đấy, nhĩ thì vết tê cực nó lộn ngược lên trên đầu. Thì các chuyển đạo sau dưới nhìn từ dưới đất nhìn lên thế gì ạ? Các vector lao vọt trên trời như kiểu bắn pháo thăng thiên đấy. Đấy. Thế nên trong trường hợp này thì đúng là sóng nhĩ nhỏ, âm thật nhưng mà khoảng cách này quá ngắn. Đây chính là chẩn đoán phân biệt quan trọng. Nếu khoảng PQRS này đủ dài thì nó là nhịp nhĩ dưới. Còn nếu PQRS này ngắn thì sao? Thì nhịp nhĩ này thực chất là gì? Cái khử cực nhĩ này cũng là một khử cực của một cái chủ nhịp khác. Chứ nó không phải là chủ nhịp chỉ huy. Nên chủ nhịp nằm ở đâu ạ? Nằm bộ nối này khu vực gần tâm nhĩ hơn. Từ bộ nối có vẻ như là cái ông chủ vô hình đang chỉ đứng ở chỗ này đây. Sau khi phát xung ra cái thì khử tâm nhĩ ngược và xung động lan xuống thất chậm hơn sau khử tâm thất. Đấy. Và đây chính là nhịp bộ nối, đúng không ạ? Nhịp bộ nối. Mà bộ nối thì thường là gì ạ? Tần số danh nghĩa nó từ bao nhiêu? 40-60 chu kỳ phút. Tần số này khoảng 60-65 thì nó vẫn có thể chẩn đoán nhịp là nhịp bộ nối được, đúng không ạ? Nhịp bộ nối. Đấy, có thể nói một chút gia tốc cũng được, có thể chấp nhận được. Vì nó trên 60 chu kỳ phút. Nhưng theo tôi thì giữa 60 và 65-70 nó cũng không phải nhiều lắm. Nhưng mà nếu đúng nghĩa, nếu mà thi trắc nghiệm thì các bạn phải kích vào cái nhịp diện. Nhịp bộ nối có chữ gia tốc bởi vì đã vượt qua tần số quy ước của bộ nối từ 40-60 chu kỳ phút. Đó. Nhưng mà theo tôi về lợi ý nghĩa lâm sàng không quan trọng lắm.
Đây là gì ạ? Mời đồng chí Quý đọc. Lễ tim này thì thấy là nhất là có QRS thanh mảnh ạ. Và trên thất tần số thì khoảng 65-70 chu kỳ một phút ạ. P thì P không đều. Còn chuyển đạo D2 thì có P là có cách PR thì ngắn lại dần hai phụ đầu. Vậy đó là gì? Thứ nhất là nó là một cơn nhịp trên thân cũng khá nhanh đúng không ạ? 75-80 chu kỳ phút. Đó, 80 chu kỳ phút. Bản chất QRS là thanh gì? Thanh mảnh. Thanh mảnh, em lại chỉ nói mỗi thanh mảnh thôi. Giãn rộng thì còn có một số cái hăng búa đấy. Đều hay không đều? Nhìn thì cũng phải khá đều, chỉ có không đều, đó, không đều lắm. Đấy, nếu mà dùng từ nghĩa là không đều lắm. Nhưng nói chung là gì ạ? Ngoại trừ cái nhấp ốp này thôi, còn lại là đều. Cơ bản là đều, ngoại trừ thằng này. Như vậy đây là một nhịp trên thất. Về cơ bản là đều trừ một ngoại lệ. Và chúng ta nhìn thấy trên băng ở D2 này, chúng ta nhìn thấy rõ gì ạ? Có sự hiện diện của P, chứ không phải là nhẵn nhụi ra như kiểu là nhịp nút. Đấy. Hay là vào loại nút chi thất ẩn dấu mức mà không thấy P. P rõ ràng đàng hoàng, P đều. Mới chúng tôi là gì ạ? P này là nhanh hơn hay chậm hơn QS này? Đó chính là chìa khóa vấn đề. Ông anh thấy thế nào? Nhanh hơn hay chậm hơn? Chính xác chậm hơn đúng không ạ? Nhưng như thế này, chỗ này đáng lẽ là P đây thì mới bằng nhau, nó dịch cho mấn một chút. Đáng lẽ P đều như là dịch cho một chút, nhưng mà P thiệt đi một chút so với tâm thất, bế một tí. P mà chậm hơn QS thì P mà chỉ huy QS không? Không, trong điều này chắc chắn là không. Một cái nhịp nhanh QS thanh mảnh, có P nhưng lại không chỉ huy ở QS, chứng tỏ có chuyện gì ở QS. QS đã gì ạ? Vì lý do của nó đã gì ạ? Vượt mặt có P. Đấy. Tôi không chịu sự chỉ huy của anh nữa. I want to break free. Tôi không muốn sự chịu sự chỉ huy nữa. Nhưng mà cái trường hợp này là gì? Phúc một QS nhanh hơn P. Ông ấy ạ, quý hỏi không? Và P này không có chỉ huy QS được nữa. Đấy một điểm rất lạ đến đồ này. Đấy. Và ngoại trừ thằng này ta sẽ xét sau. Đấy. Một cái QS thanh mảnh mà không chịu sự chỉ huy của P. Và đương nhiên là có P thì không thể có P phải ở đây nữa. Nghĩ như có một thôi. Đúng không? Thì nó là nhịp gì? Không phải giãn rộng để thành thấp. Không phải đi bị dẫn dắt bởi một nhịp nhĩ để thành nhịp nhĩ. Thế nó là nhịp gì? Bộ nối. Bản chất nó chỉ là nhịp bộ nối. Đấy. Nó chỉ là bộ nối. Nhưng đây là nhịp bộ nối. Bộ nối này là nhanh hay chậm? Gia tốc đúng không? Thậm chí có thể gọi là nhịp nhanh bộ nối cũng được. Đấy, có người chẩn đoán là nhịp gia tốc bộ nối. Nhưng có thể người nhịp nhanh bộ nối, vì thực ra có thể nó vẫn nhanh hơn nữa. Nhưng mà đây là nhịp nhanh bộ nối hoặc nhịp bộ nối gia tốc. Xong về mặt định nghĩa. Và đây bây giờ chỉ giải thích hai hiện tượng thôi. Tại sao P đây mà không dẫn được QRS được? Và tại sao có một phức bộ này? Là hết cái điểm đồ này. Với vấn đề P không dẫn được thì là phải block nhĩ sách cấp 3. Vâng. Block nhĩ sách cấp 3 thì không phải, vì nguyên tắc để chuẩn đoán block cấp 3 thì P phải nhiều hơn QRS mà không dẫn được thì mới chuẩn đoán block cấp 3. Trên về mặt danh nghĩa thì không phải block cấp 3, đúng không? Bạn là P nhiều QRS và bản chất P phải là P xoang mà block cấp 3, block cấp 3. Còn P là P nhĩ thì có thể là nhịp nhanh nhĩ bị block chức năng. Chẩn đoán block nhĩ sách cấp 3 khi bản chất song nhĩ phải khẳng định là nhĩ xoang và thấp hơn nhĩ. Thấp hơn theo quy luật nào đó thì có các mức block khác nhau.
Vâng, mời đồng chí Dũng. Thầy, em cái P đằng trước ấy, thì nó cái khoảng cách từ P đến người đáp là nó ngắn. Đúng là khi mà P nó xuống đất thì đúng lúc là nó đang khử cái lòng bụng đối, nó sẽ dẫn cái P này nó bị cửa lốc không dẫn được. Nhưng mà cái P mà của cái người đáp đến sớm ấy, thì cái khoảng cách đấy thì em nhận nó lúc nó xuống đất là chưa có cái cực cực của bộ nối nên là nó sẽ rất là tiện. Cái khoảng cách thì cũng bắt đầu có những cái lập luận manh nha, nhưng rõ ràng là gì ạ? Đồng ý là ở cái nhát này chẳng hạn thì cái P xoang khử cực, sau khi khử cực xong thì P xoang sẽ chui qua cái lỗ vào của cái nút nhĩ thất dẫn con nút hít về xuống dưới. Nhưng khi P xoang vừa chui nửa chừng thì ngay chỗ bộ nối cái thằng này đã khử cực mất rồi, thì về P xoang tự khắc lên đây nó sẽ block lại. Nhưng ở nhát này thì sao? Thời gian cũng nhàn rỗi khá là nhiều, ta sẽ không dẫn xuống được. Đấy chính là câu hỏi rất khó. Đồng ý không ạ? Ở đây rõ ràng là đúng rồi. Có thể là chỗ này như vậy, P xoang nó cực cực xong, nó lầm lỗi đi được 1/3 đầu của cái đường dẫn nguyên lý thấp, thì thằng bộ nối nó nhảy nó mất rồi. Nhưng rõ ràng là P xoang này thì rất dài, xoang rất dài mà không cực cực cho. Đấy. Và đây chứng tỏ là gì? Trong trường hợp này, nhịp bộ nối gia tốc lên vượt qua nút xoang, kèm thêm một điều kiện nữa là cái gì? Điều kiện nữa là dẫn truyền nhĩ thất bị tổn hại khá nhiều, bị ảnh hưởng khá nhiều. Tóm lại là nó dẫn kém. Còn nếu không thì cái nhịp xoang này nó sẽ gì? Cướp mất, xin lỗi. Chết rồi. Đấy. Và như vậy thì đây chính là hình ảnh của ngộ độc dioxin nhé. Dioxin. Dioxin ngộ độc. Thời kỳ đầu tiên, những giờ đầu tiên ngộ độc dioxin, nhiều bệnh nhân xuất hiện gì? Nhịp nhanh bộ nối hoặc rung nhĩ nhanh lên, sau đó mới chậm lại. Đấy chính là giai đoạn của bộ độc. Khi bắt đầu ngộ độc dioxin thì có thể bộ nối sẽ bị gia tốc lên. Đấy là một hiện tượng cũng đã mô tả từ lâu. Đó. Và một chủ nhịp bộ nối gia tốc lên có nhiều khả năng diện. Chủ nhịp này nằm ở bộ nối. Bộ nối diện. Bộ nối khá là thấp. Khá thấp. Đấy. Và trong cái dãy nhịp bộ nối gia tốc này thỉnh thoảng lại có một ngoại đông thu của bộ nối khác cao hơn. Đấy, nó bản rất là như vậy. Ai mà cấm được đúng không? Lúc mà ngộ độc dioxin nhiều chủ nhịp lắm. Nhưng đây là trên nền một cái nhịp bộ nối gia tốc kèm theo dẫn truyền nhĩ thất bị tổn hại khá là nặng nề. Có thể thậm chí block cấp 3, thì ta không có bằng chứng ở đây. Trên bệnh nhân là bị người ngộ độc dioxin vì SC công lõm bị lấy chén và có thêm một vài ngoại đông thu bộ nối khác từ một ổ khác, nhưng vẫn bản chất là bộ nối. Đây là gì? Đây là một cái điểm đồ kinh điển. Đúng không? Có rất nhiều cái, nhưng tôi lấy cái này ra vì sao? Đây là điểm đồ của thầy Trần Đỗ Trinh lưu lại. Thầy đã dùng cái điểm đồ này giảng dạy cho tôi vào những năm 2004-05. Lúc ấy thầy cũng đã 75-76 tuổi, vẫn đến Viện Tim Mạch để giảng cho tôi. Nhưng nhịp nhanh hay chậm? Nhanh. Dễ quá. Thanh mảnh hay giãn rộng? Thanh mảnh. Bản chất là trên thất. Vấn đề nó là gì? P đâu ạ? P ngay sau QS. Đây. Đấy. Sau này là sau rất sau hay sau một lúc? Rất sau, đúng không ạ? Very close to QS complex, đúng không ạ? P này rất sau. Sau đến mức mà gì ạ? Sau mức mà gần như cảm giác gì ạ? Nhập vào QRS. Nhập QRS. P này ở D2 âm hay là dương? Âm, đúng không ạ? Nó chúi đầu xuống đất thì âm rõ. D3 âm hay là dương? Âm. AVF âm hay là dương? Đây này, AVF đây cơ mà. P âm, đúng không ạ? P âm mà AVF. P âm mà AVF và P sát QRS đến nối với gì ạ? Nó giống cái gì ạ? Đấy là vị trí của sóng gì? Sóng S. Đấy. Cho nên trong điểm đồ kinh điển người ta gọi là dấu hiệu giả sóng S. Giờ đồ S wave. Giả sóng S. Ở D1, V1, P âm hay dương? P dương. Đúng không? Và P dương mà sát sạt QS làm chúng ta có cảm giác gì ạ? Giống như một sóng R phẩy. Đấy. Và đây chúng ta gọi là dấu hiệu giả sóng diện, giả sóng R, V1. Đấy. Một cơn nhịp nhanh kịch phát trên thấp
có dấu hiệu giả sóng R V1 và giả sóng S D2 D3 VF thì nó là gì ạ? Nó thể hiện một cái phức bộ QRS quá gần với P quá gần với QRS. Đấy. Vậy thì vòng vào lại nào với có hiện tượng như vậy? Nếu như đây là do một đường dẫn truyền phụ trong hội chứng Wolff Parkinson White thì vòng vào lại nó xoay kiểu gì? Tâm nhĩ khử cực trước, quan nút nhĩ thất khử cực tâm thất. Mọi người khỏe mạnh chúng ta thì sao? Hoàn tất sứ mệnh xung động nguyên tắc đi, chờ xung động tiếp theo. Trong tuyệt này gì ạ? Xung động khử cực đến cuối cùng tâm thất rồi, quay lại khử cực vùng đáy của tâm thất thì thấy có một gì ạ? Có một cái cầu mắc ngang qua đấy. Thế xung động lại thấy cầu, anh em mình lại bước qua, chính là đi ngược qua đường dẫn nội phụ lại lên khử tâm nhĩ và khép tiến vòng vào lại. Như vậy vòng vào lại trong đường dẫn nội phụ là sao? Có tâm nhĩ trước này, khử cực tâm thất sau này, lại tâm nhĩ trước này, và trình tự nhĩ thất nó khoảng cách nhất định, bởi vì ở đó có những đoạn gì ạ? Dẫn truyền là gì ạ? Thực. Đấy, thời gian dẫn truyền thực. Do vậy trong đường dẫn tim nhân vào lại nhĩ thất do đường dẫn truyền phụ do cầu Ken đấy, thì cái P này nó sẽ đi sau QRS một đoạn. Đấy, thường là dài hơn 90 mili giây ở người lớn. Trong khi P này gì ạ? Gần như sát sạt ôm lấy QRS, chỉ có thể gặp trong cái gì? Vòng vào lại nút nhĩ thất. Đấy, xung động quay tại vùng nút nhĩ thất, từ đó gì ạ? Đồng thời dẫn ngược lên nhĩ và dẫn xuôi xuống thất, và hai thằng này hoàn toàn có thể khử cực cùng một lúc hoặc là chênh nhau rất ít thôi, làm cho P lẫn vào QRS. Đó là bài giảng lý thuyết của giảng viên, tôi không muốn nhắc lại nhưng chỉ ôn lại như vậy. Và đây chính là nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất, đúng không ạ? Dấu hiệu giả sóng R V1, giả sóng S D2 D3 VF. Đó, đây là gì? Tôi còn 80 cái điện tâm đồ nữa. Chúng ta sẽ làm nhanh để chuyển sang cái phần của các bạn nhé. Anh Linh đâu để giúp chuẩn bị cho các điểm đồ kia ra này. Đây là một nhịp dây kịch phát trên thất P đó. Ở V1 chúng ta nhìn thấy P đó. P P này là ấn lõng sau T xuống và đi sau QRS một đoạn khá là dài, khác hẳn từ lúc nãy, đúng không ạ? Nhưng đây chính là vào lại với nhĩ thất đường dẫn truyền phụ. Đó. Và khi cắt cơn nhịp nhanh, chúng ta có thể trong khoảng 50% số các bệnh nhân chúng ta có thể hội chứng Wolff Parkinson White thì điển hình cho cắt cơn xong. Và nếu không thấy Wolff Parkinson White thì sao? Điển hình thì sao? Thì nó là thế ẩn, đường dẫn truyền phụ ẩn theo chiều xuôi nhưng nó vẫn dẫn được theo chiều ngược. Mà trong cơn nhịp nhanh vào lại nhĩ thất thì cái xung động nó dẫn ngược từ thất lên nhĩ, không dẫn xuôi. Đấy. Đây. Đấy, bài này thầy bảo QRS thanh mảnh, bây giờ thầy tự nhiên thầy lại vắt vào một QRS giãn rộng. Ý thầy là gì? Đúng rồi, có dạng lúc như phải, hoàn toàn. Đây, cần tim nhanh thất chăng? Thiếu gì cái bài mà lại phải đưa tim nhanh thất vào buổi hôm nay? Đấy, vấn đề ở chỗ đó, một cơn nhịp nhanh hay chậm? Nhanh. QRS thanh mảnh hay giãn rộng? Giãn rộng. Nhưng đây là một trường hợp chúng ta nhìn thấy áp dụng, nếu mà giãn rộng thì em đi áp dụng tiêu chuẩn Rugada vào, và trường hợp này áp dụng tiêu chuẩn Rugada thì sao? Nhanh chóng chẩn đoán là tim nhanh thất. Đấy, đấy mới là điểm đặc biệt. Nhưng vấn đề chỗ là gì? Phúc bộ QRS đây, cuối phúc bộ QRS còn mốc nhỏ của một sóng gì ạ? Sóng nhĩ. Cuối cái mốc nhỏ sóng nhĩ, mốc nhỏ sóng nhĩ, đúng không ạ? Như vậy thì có cái gì đó không gì ạ? Là lạ. Nhưng các bạn sẽ phản đối ngay bảo thầy nói sai, hoàn toàn có thể tim nhanh thất và dẫn ngược lên nhĩ một một, ai cấm? Đấy, cho đến đây thầy lại bí, không biết là cái gì. Một cái nữa là gì ạ? Phúc bộ QRS ở V4 thấy mặt mũi nó như thế nào? Mặt mũi ở V4 như mặt mũi như thế nào? Mặt mũi V3 như thế nào? Mặt mũi nó trông thế nào? Đấy. Mặt mũi nó kiểu như thế nào? Đấy. Thì đây chính là gì ạ? Chúng ta thấy mặt mũi của một cái dạng tiền kích thích chất toàn bộ. Đấy. Tức là sóng delta ngoác hết cỡ là. Đấy. Delta ngoác hết cỡ. Như vậy thì rất có thể
Tâm thất ở đây, QS tức là tâm thất ấy, được khử cực theo kiểu nào? Kiểu là một xung động từ tâm nhĩ đi tất qua đường nhân về phụ, khử cực toàn bộ tâm thất. Mà vì xung động này nhanh tới mức mà gì ạ? Toàn bộ tâm thất này chịu sự chỉ huy của cái xung động từ đường phụ sang. Để nút nhĩ thất, trong điều này không có đâu, không có dẫn của nút nhĩ thất đâu. Là gần như không chỉ huy một chút gì nữa. Cho nên phúc bộ này là phúc bộ tiền kích thích toàn bộ. Và rất có thể nó gặp trong cơn gì ạ? Cơn nhịp nhanh tên thất theo kiểu vào lại nhĩ thất. Nhưng xung động trong trường hợp này chiều xuôi dẫn qua đường phụ, khử cực hết tâm thất rồi đã, sau chui ngược qua đường chính lên tâm nhĩ và cứ thế xoay vòng. Đấy. Xuôi qua đường phụ, ngược qua nút nhĩ thất, xuôi qua đường phụ, nút nhĩ thất. Và đây chính là cơn anthyromic. Đúng rồi, cơn nhịp nhanh vào lại nhĩ thất theo kiểu ngược chiều anthyromic AVRT. Và cơn này rất hiếm gặp. Vì sao lại hiếm gặp ạ? Hiếm gặp hơn rất nhiều so với cơn autonomic là cơn lúc nãy, nó thanh mảnh. Mặc dù đều là trong hội chứng Wolfson White. Hiếm gặp bởi vì điều kiện thứ nhất là gì ạ? Chiều xuôi phải dẫn rất tốt. Đấy. Và hiếm gặp điều kiện thứ hai là gì ạ? Nút nhĩ thất phải dẫn ngược được. Đấy. Và chúng ta biết là chỉ có khoảng 1/4 người bình thường là có nút nhĩ thất dẫn ngược thôi. Đấy. Thì trong số họ hàng những cái thằng bình thường có nút nhĩ thất dẫn ngược tốt thì có vô cùng ít những thằng có Wolfson White. Cho nên cái loại hình loại nhịp này rất hiếm gặp, nhưng mà chúng ta rất dễ dàng chẩn đoán nhầm thành tim anh thất. Và trong trường hợp này diện xin mời các thầy xử trí những bệnh quân tim anh thất cho đó, đừng quá thông thái đó. Đây chỉ là tôi mô tả lại cái vòng vào lại, trong vòng vào lại nút nhĩ thất thì xung động bài lý thuyết tôi không giảng lại đâu, xung động xoay quanh nút nhĩ thất, sau xoay quanh sao xung động vòng lại xoay ở giữa, xong thì vắt tơ đồng thời thế này đó, khử cực này, nhĩ thất cực cực này. Đấy. Làm cho QRS và P nó dính lại với nhau. Còn trường hợp này thì khác, có đường dẫn huyền phụ trong cầu Kent xung động xuôi xuống thất, khử cực thất bình thường, QRS thanh mảnh. Sau đấy gì ạ? Đáng lẽ là khử cực xong thì nó tắt đi, chờ một nhịp xoang tiếp theo, đây lại nó chui ngược qua đường huyền phụ, cứ thế nó xoay. Đấy. Và thời gian AV cũng là thời gian dẫn huyền thực, VA cũng dẫn huyền thực, cho nên là P đi sau QRS một đoạn. Đấy. Thôi tôi tạm dừng cái phần tôi đã chuẩn bị ở đây để đọc bất kỳ, vì không còn nhiều thời gian. Đâu cái điện của các bạn đâu? Đấy rồi. Chúng ta sẽ đọc đến khoảng 1:30, 1:25 nhé. Các bạn còn về bệnh phòng còn cho thuốc men. Bây giờ các bạn chọn một vài điểm đồ ra rồi. Sao bây giờ mới Facebook là sao? Chắc không kịp đâu, chỉ lấy 1-3 cái điểm đồ là hết giờ rồi. Ok, mày xử là gì? Mày xử là gì? Mày xử đừng có nói là đây là một bệnh nhân nữ 60 tuổi, cơn nhịp anh kỳ phát triển thất đã được các thầy đốt điện chẩn đoán cuối cùng là thế nào? Này là bệnh nhân nam, 54 tuổi, này vào viện vì còn đau ngực, không có triệu chứng của hợp chống ngực. Tiền sử của bệnh nhân này nhồi máu cơ tim. Can thiệp nhánh RCA. Thì lúc vào viện tỉnh Hà Nam thì là một cái cơn tim nhanh trên thất, xét nghiệm troponin Y là hơn 300, chuyển lên Bạch Mai. Rồi. Vậy bản chất bây giờ nó là gì đó ạ? Bản chất kinh doanh là gì? Ta nhìn thấy đây là có đúng như bác sĩ Tuyển đã trình bày, nhìn thấy đây là một cơn nhịp nhanh. Cái chắc là khoảng 180, 190, gần 200 chu kỳ phút đấy nhỉ.
không đến đâu, khoảng 170, 180 chu kỳ phút. Và đều, đúng không ạ? Quyết đều. Thứ hai nữa chúng ta nhìn thấy gì ạ? Khi một cơn nhịp nhanh QS và QS thanh diện, thanh mảnh, QS thanh mảnh. Khi một cơn nhịp nhanh QS thanh mảnh thì nó phải là trên gì? Bản chất về cơ bản phải nghĩ tới đầu tiên là trên thất. Và phước bộ QS đấy có thể áp dụng như một QS của diện nhịp xoang để chẩn đoán các vấn đề về mặt hình thái QS. Và nếu trên tinh thần như vậy thì chúng ta nhìn thấy ở D3 AVF chúng ta nhìn thấy có những sóng quy bệnh lý, đúng không? Quy rõ ràng đấy, quy bệnh lý, và hoàn toàn có thể nghĩ tới cái gì, bệnh nhân này tiền sử đã bị một nhồi máu cơ tim vùng thành sâu dưới, sâu dưới. Vấn đề tiếp theo là đây một cơn nhịp nhanh, bản chất nó là nhịp gì, đó là cái câu hỏi cuối cùng của cái điểm đồ này. Đấy, thì bây giờ bạn tuyển là tác giả thì đọc trước xem nào. Thưa thầy, thì trên bệnh nhân này nó là một cơn tim nhanh QRS thanh mảnh và mình có thể nhìn thấy sóng P, mình có thể nhìn thấy sóng P ở trên chuyển đạo D2 như này. Ừ. Thì cái này có thể là mới, nhưng mà để mà nói nhịp thanh xoang thì rất rất là hiếm gặp, tại vì tần số ở đây lên đến 190. Ừ. Thì cũng phải đặt ra một chẩn đoán phân biệt là nó là một cái cơn tim nhanh nghĩ. Đấy là chẩn đoán của em đúng không? Đúng vậy, chúng ta biết là đặc biệt trong bệnh sử bệnh nhân này nữa, tiền sử nhồi máu cơ tim đã đặt stent cái đây bao lâu nhỉ? Stent bệnh nhân này cái đây 7 năm. 7 năm? Dạ vâng. 7 năm. Đấy. Và vào viện lần này chắc là vì đau ngực hay đánh trống ngực? Vào viện vì tức ngực chứ không có... Đau ngực, không rõ cảm giác đánh trống ngực. Nhịp này là một nhịp rất là nhanh, đúng không? Nhịp rất là nhanh. Trong những ngày nằm viện thì có những cơn như này nhưng bệnh nhân không có triệu chứng. Ừ. Như vậy là có một cơn, tức là có nhịp nền của bệnh nhân là chậm hơn. Đấy, một dấu hiệu quan trọng cho thấy là có cái gì đó bất thường về nhịp. Đấy. Chứ còn bệnh nhân này mà từ lúc gặp cái đây 7 năm đến bây giờ lúc nào 200 chu kỳ phút thì sao? Thì có thể là, có thể ta không gặp được bệnh nhân nữa, nhưng mà nếu gặp lại có thể là gì ạ? Nó bản thân nó nhanh như vậy. Đấy. Nhưng đúng cái này, cái phân biệt quan trọng nhất, điểm đồ này phân biệt quan trọng nhất là gì? Nó có mặt mũi của một cái nhịp xoang. Nhưng nó lại quá nhanh. Đấy, quá nhanh. Tại sao nhìn xoang? Bởi vì là chúng ta thấy P ở đây, chúng ta thấy có một cái sóng P có vẻ dương ở D1. Có một sóng P có vẻ âm ở AV diện. AVR. PM AVR. Đấy. Rồi ở D3. Nhưng mà D3 thì sao? D3 thì P không dương. Hơi nghi ngờ. Đúng. Nhịp xoang thì P phải dương ở D3. D2 thì P xoang vẫn dương đấy. P chúng ta đang nghiên cứu vẫn dương đấy. Đấy. AVF thì vẫn là dương nhẹ, D3 thì hơi âm. Đấy. Các chuyển đạo trước tim thì sao? V6 dương, đây, một chuyển đạo may mà có một xoang duy nhất đây. Đấy. V5 dương, V4 dương. Như vậy là tất cả chuyển đạo phần lớn nó vẫn giống kiểu xoang đó. Chỉ có mỗi một chuyển đạo D3 là không giống lắm. Nhưng rõ ràng đây là một cơn nhịp nhanh QS thanh mảnh có bằng chứng một sóng nhĩ đi trước và nhĩ này là nhĩ chỉ huy. Đó là. Vậy chuyển đạo phân biệt cuối cùng là gì? Đây là nhanh xoang hay nhanh nhĩ? Là hết đúng không? Nhanh xoang nhanh nhĩ. Ai vote cho là nhanh xoang? Giơ tay. Còn ai nghĩ là tư nhanh nhĩ? Sao? Có những điểm đầu lúc thường mình sẽ biết ngay. Thì tất nhiên là một bệnh trên cái bệnh án chúng ta sẽ có cả một điểm đồ thường để so sánh và việc sẽ dễ dàng hơn. Thì trước mắt là hãy thách thức cái sự suy diễn cái đó xem thế nào đó, rồi chúng ta sẽ có những cái dữ liệu tiếp theo, đúng không ạ? Các bạn định thế đúng không ạ? Ừ. Nhanh xoang hay nhanh nhĩ? Ở đây thì không phải nhanh và lại nó như thất, cũng không phải là rung nhĩ. Bây giờ còn một cái bẫy nữa là gì ạ? Liệu nó có phải là những cái dạng nhịp nhanh nhĩ mà đáp ứng 2-1 hay không? Hay cái cuồng nhĩ 2-1 chẳng hạn? Cũng có thể phải suy nghĩ. Như trên điểm rồi, chúng tôi không thấy cuồng nhĩ 2-1. Nghi ngờ nhất ở V2.
Nghi ngờ nhất là V2 là có rất nhiều các thành tố, nhưng chúng ta không thấy quy luật của một cây sóng nhĩ 21. Đấy, các bạn nào có ý kiến gì đó không? Rồi, nếu không chúng ta sẽ chuyển sang cái điểm đồ. Một cái duy nhất thôi chứ. Cái này thì có điện tâm đồ ngoài cơn. Ngoài cơn, chúng ta sẽ ra sao? Đây, ngoài cơn đây. Không phải. Không phải, vì có vẻ V1 là khác. Đây vẫn là cái sóng điểm đồ đó, vẫn là một cái điểm đồ của nhanh nhĩ. À, xin lỗi, nói mất đáp án. Đấy, cái điểm đồ này chúng ta thấy là gì ạ? Cái điểm đồ này cho chúng ta thêm rất nhiều thông tin để chẩn đoán cái ca bệnh này. Các bệnh này, đó. Đúng rồi, đây là khối 3A1 mà nó là gì ạ? Một cái nhanh nhĩ đã block 21. Các bạn nhìn thấy đấy ạ. P xoang đây, vì chúng ta không nhiều thời gian lắm. P xoang đây. À, xin lỗi, P phẩy nhĩ. Đó. Trước mắt là gì? Phúc bổ QRS này là giống với phúc bổ QRS lúc nãy không? Giống không ạ? Giống, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy vẫn là Q ở D3 QAVF. Vẫn là dạng chuyển tiếp giữa V4, V1 thì R nhỏ S sâu, vân vân. Như vậy thì bản chất là gì ạ? Vẫn là một cái phúc bổ QRS đó mà thôi. Chỉ có điều bây giờ nó chậm hẳn lại. Chậm hẳn lại. Và nhiều người sẽ nghĩ, ô đây là dịp xoang mất rồi. Đã về xoang. Đã nhìn kỹ lại sao? Vẫn là có vẻ xoang đấy. Bởi vì P dương D1, P dương D2, D3 rồi tôi lúc nãy đấy. Vẫn là thành phần nó không dương, nó thậm chí nó hơi ngả ngớ, nó âm nữa cơ. V6, V5, V4 đều dương hết. Nhưng lúc này chúng ta nhìn thấy gì ạ? Ta nhìn thấy được cái P nó đứng độc lập và dễ dàng quan sát được cái biên độ của nó. Và P vẫn âm mở diện AVR. Chỉ có điều là đáng lẽ xoang thật rồi, nhưng ngay trước đấy đúng cái thời gian chu kỳ như vậy có một cái giữa của một sóng nhĩ xen ở giữa. Đấy. Nhưng mà đây là hình ảnh của diện tim nhanh nhĩ 21. Đấy. Và rất có thể là cái tim mình luôn nhanh lúc nãy nó mới tăng mức block lên thành 21. Đấy. Và chúng ta đã khép lại cái chẩn đoán của ca bệnh này, đúng không ạ? Tức là nhìn có P nhĩ rất giống P xoang, nhưng mà nhịp dây xoang không thể nhanh như vậy mãi được. Đấy. Ok, còn comment gì nữa? Em xin hỏi trường hợp này là làm sao chẩn đoán được phân biệt được cái block nhĩ thất Mobis 2? Block nhĩ thất Mobis 2 thì thực ra các bạn nói đúng là về nguyên tắc là có thể có. Nhưng thực ra thì cái sóng nhĩ này là 170 chu kỳ đến phút. 170 chu kỳ đến phút. Cho nên là nó đã vượt qua một cái sóng xoang bình thường. Đấy, bệnh nhân này chắc là tuổi bao nhiêu nhỉ? 54 tuổi. Mà vào lúc nghỉ ngơi nhịp xoang không thể lên 170 chu kỳ đến phút được. Và nó lại khẳng định như vậy. Mặc dù cái ca này khó nhất là chỗ là gì? Mặt mũi của cái nhanh xoang này, à, sóng nhĩ này rất gần với sóng P xoang. Đấy. Và thứ hai là tần số 170 chu kỳ phút mà cứ hằng định gắng sức nghỉ ngơi đều nguyên một tần số, đó không phải là xoang. Bình thường thì một bệnh nhân 54 tuổi gắng sức thì vẫn có thể đạt được tần số xoang 170 đấy, theo quy tắc là 220 trừ cho tuổi. Trừ cho 55 thì cũng ra khoảng 100 bao nhiêu ạ? 165 à 165 chu kỳ phút. Nhưng mà kể cả nhịp xoang như vậy thì lúc sẽ nó nhanh, lúc sẽ nó chậm theo gắng sức, chứ nó không hằng định ngày này qua ngày khác. Và như thế là đủ để chẩn đoán là một cái nhanh nhĩ rồi nhá. Ok. Rồi chúng ta đọc một ca nữa đi, rồi chúng ta sẽ nghỉ. Muộn quá rồi. Thầy xin trình bày đây là một bệnh nhân nữ 69 tuổi,
tiền sử thì có bệnh van tim không rõ lại, có chỉ định can thiệp nhưng gia đình không đồng ý. Thì đợt này bệnh nhân vào viện là bệnh cảnh của viêm phổi, sốt, ho, khó thở. Thì diễn biến là tối qua thì điện tim khi vào viện làm cái vào viện tối qua. Dạ vâng ạ. Vào viện tối qua. Một cái nhịp mà QR cũng thanh mạch nhưng mà sóng P lại âm ở V2 V3 VF. Và V1 V2 V3 thì P lại dương. Và trong quá trình diễn biến thì bệnh nhân có lên một chút. Đừng gấn nhiều quá. Để xem cái điểm đồ trước vậy. Rồi. Đây là điểm đồ của bệnh nhân lúc vào viện hay gì? Dạ vâng, điểm đồ lúc vào viện. Chúng ta cái điện tâm đồ làm thêm với 7, 8, 9. Với 7, 8, 9 vì chắc là nghi ngờ cái gì đó ở thành sau thực đúng không? Rồi, chúng ta quay lại cái điểm đồ trước đó. Đây, bây giờ phân tích cái điểm đồ này hơi nhiễu một tí. Nhưng thấy có gì bất thường không ạ? Chúng ta nhìn thấy là thực ra đây quá nhiễu nhưng mà rõ ràng là P vẫn dương ở D1. Đấy. Ở D2 thì không rõ. Thì nhiễu quá, D3 thì hơi âm nhẹ. Đấy. Ở V1 chúng ta nhìn rõ P. Chỉ có điều là bệnh nhân này có một dấu hiệu dày thất phải. Dày thất phải. Khá là rõ đấy, bởi vì RV1 là bao nhiêu? RV1 là 8mm, 9mm, đủ tiêu chuẩn dày thất phải tuyệt đối. Nhưng bệnh nhân này có một điểm mà tôi thấy trông đợi hơn là thường R đã thế này ấy, thì trục nó phải trục phải, đấy, hoặc xu hướng phải đó. Và chúng ta nhìn thấy các đoạn tái cực ở thành trước bên. Đấy, tay âm 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 đây, đúng không ạ? Và làm cho các bạn có thể tiếp theo điểm đồ tiếp theo. Đây, điều chúng ta bắt đầu hết nhiễu chúng ta quan sát được cái P rõ hơn. Cho thấy gì ạ, bệnh nhân này thì dày thất phải và có cả dày nhĩ trái nữa. Như vậy thì dày thất phải và dày nhĩ trái thì sao ạ? Chỉ có thể là hẹp hai lá, chẳng có bệnh nào khác đâu, hiếm lắm. Dày thất phải và dày nhĩ trái có thể là hẹp hai lá, chỉ có mỗi điều tôi băn khoăn mãi là trục vẫn là gì ạ? Vẫn là trục trung gian. Cho nên phải có một tổn thương gì kết hợp kèm. Có một tổn thương kết hợp. Chúng ta nhìn thấy, quay lại điểm đồ trước đó. Thấy R gì ạ? Cao, rất cao ở diện V5. Nếu mà chỗ này gấp đôi lên tận đây. Đúng không? Tức là đây là một phì đại thất trái rất kinh. Phì đại thất trái rất kinh. Vì ai thất trái này, những cái tài rối tái cực này làm cho ta hơi khó nghĩ một chút. Nếu T nó dương lên thì có thể khép luôn bệnh nào đấy. Nhưng T lại hơi âm một tí. Đấy, vậy thì T này có thể là T hỗn hợp, có thêm cả yếu tố của thiếu máu cục bộ tác động vào nữa. Chúng ta sẽ bàn tiếp theo. Nhưng mà trong điểm đồ này thì có thể, bệnh nhân này có thể không kèm theo một cái hở với van tim rất nhiều. Và tôi đoán là khả năng nhiều là vẫn hở van động mạch chủ chứ không phải hai lá. Nhưng cái này có thực nhiều khả năng là hở chủ nhiều kết hợp với hẹp hai lá. Nhưng thực ra kẻ hở chủ nhiều mà hẹp hai lá khít thì trục vẫn xuống phải. Nhưng có lẽ bệnh van tim thì như vậy. Còn hở hai lá thì ít khi mà dương cao thế này. Hở chủ vừa có thể kèm theo cả hẹp chủ nữa thì mới ra điểm đồ này. Tôi không hề biết được siêu âm tim nhé. Đây là phỏng đoán với điểm đồ. Rồi tiếp theo. Có đúng không? Cái này thì có bệnh van tim trên siêu âm đánh giá mức độ nhẹ, ý trái là 39. Thế à? Vâng, thất trái cũng không phải đáng nhiều. Thế mà đây dày thất trái khủng khiếp nhỉ? Có dày thất trái. Rồi, tiếp theo. Đây là điện tim trong cơn hồi xuống ngực của bệnh nhân tối hôm qua. Ừ. Ngày cơn tim nhanh QRS thanh mạch. Có sóng P đi sau phước bộ QRS. Đấy, bây giờ các bạn đọc xem nó là gì. Cái điện tâm đồ này thì cũng hay đấy. Cũng hay đấy. Đây là trong cơn nhịp nhanh à? Tay R V5 dương rất cao đúng không? V4 V5 dương rất cao. Chúng ta thấy một cơn nhịp nhanh QRS thanh mạch. Cái này là tội của cái ông chuẩn bị bệnh án này là chụp vội. Tức để một cái tờ giấy nó cong luôn, uốn hiện như chữ M này. Làm cho cái tần số tim có vẻ nó rất không đều. Thậm chí đây phạt nhìn này rung nhĩ. Rung nhĩ. Nhưng thực ra nó vẫn là nhịp đều. Chỉ là tại vì các thầy để cái điện tâm đồ nó, cái giấy nó bị gấp chỗ này, lõm chỗ này lại. Như vậy cơn nhịp nhanh đều cứ là thanh mảnh. Thanh mảnh. Đấy. Nhưng vấn đề bản chất nó là gì? Bản chất nó là gì? Điện tâm đồ này thì có thể nhanh chóng kết luận một cái bản chất là cái này. Đấy. Nhưng về mặt bệnh học thì có thể gợi ý là cái kia. Chúng ta nhìn thấy gì ạ? Đây là cơn nhịp nhanh cứ là thanh mảnh.
Khi đã nhìn như vậy rồi thì quan trọng nữa gì? Tìm xem bằng chứng song nhĩ ở đâu và tìm quan hệ nhĩ nằm ở khúc nào giữa cái đoạn RR thì sẽ ra câu trả lời. Trong trường này chúng ta nhìn thấy nhĩ rõ ở đâu ạ? D1 nhìn thấy khá rõ tâm nhĩ, đúng không ạ? D1 khá rõ. Thấy nhĩ ngay sau gì ạ? Ngay sau phụ QRS, nhưng không gì ạ? Không quá gần. Song nhĩ ngay sau phụ QRS, nhưng không quá gần. Khởi đầu phụ QRS này để khởi đầu P này, nó cũng sấp xỉ khoảng gần 80 mili giây. 80 mili giây. Đây là một cái mốc rất dễ, rất gây khó, bối rối một chút. 80 giây vẫn có thể vào lại nút nhĩ thất, nhưng vẫn có thể diện. Vẫn có thể là vào lại nhĩ thất. Và bệnh nhân này có bệnh van tim thì lại có cơ chất của một cái diện, có điều kiện cần của cái gì? Tim liên nhĩ. Đấy là cái khó về về kết luận cuối cùng. Nhưng về mặt nguyên tắc thì cái điểm đồ này kết luận nó là vào lại nút gì? À, vào lại gì? Nhĩ thất. Đấy là cái chẩn đoán về hợp logic nhất. Tim nhanh vào lại nhĩ thất. Đấy. Tức là gì? Bệnh nhân này phải có một đường dẫn truyền phụ. Mà trong điểm đồ lúc nhịp xoang không thấy tiền kích thích thì nó là gì ạ? Phụ ẩn. Phụ ẩn. Như vậy thì một bệnh nhân có bệnh van tim kéo đường dẫn truyền phụ ẩn. Cắt cơn chính là điểm đồ trước đó là gì? Tại sao cắt cơn? Đúng không? Cắt cơn. Điện tim sau cắt cơn bằng Coradon ạ. Thì sao? Cái này cắt bằng Coradon. Dạ vâng. Coradon thì nó cắt hết. Nhưng mà nó vẫn là gì ạ? Chẩn đoán chúng ta hiện tại vẫn nghĩ tới nhiều một cái đường dẫn truyền phụ ẩn. Phụ ẩn. Và không hiểu là một chút xíu R lớn này có phải do tiền kích thích hay không? Nhưng mà không phải, tiền kích thích đây thì thường V2 vẫn còn delta, V3 hết delta, V4 là xong điện, quy nhỏ đến trước V5, như vậy đây không phải điểm đồ tiền kích thích. Tôi chỉ băn khoăn mỗi một điều là bệnh nhân này có giày thất phải rất ghê. Giày yên trái và giày thất trái. Bệnh van tim chắc không nhẹ, đây siêu âm tại giường là siêu âm của cuối cùng rồi. Bệnh nhân này được đi siêu âm tại khoa ở chỗ Q2 đấy. À tức là đã siêu âm tim đầy đủ rồi chứ. Đã, xem kết quả xem. Hẹp là nhẹ, hở là nhẹ, hở chủ nhẹ. Dày thành thất trái. Tim khá là nhỏ so với điểm đồ đúng không? Thôi được, bây giờ nếu mà đã kết luận xem thì đành phải nghe vậy thôi, biết làm sao được. Ok, xong nhỉ? Thôi chúng ta nghỉ, bây giờ thì cũng hết thời gian. Hy vọng là trong thời gian tiếp theo các bạn vào cáo các bạn. Các bạn